Những chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga đang liên tục gặp rắc rối. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, tên lửa phòng không của Nga một lần nữa thể hiện sức mạnh. Song mục tiêu lần này lại là máy bay chiến đấu Su-27 của chính họ, dẫn tới tỷ lệ bắn nhầm đã lớn hơn Ukraine. Còn trước đó, Su-34 trong hai tuần liên tiếp đã đánh rơi ít nhất 14 quả bom lượn có điều khiển xuống vùng biên giới thuộc tỉnh Belgorod, giáp Ukraine. Chuyện gì đã xảy ra vậy Chúng ta sẽ cùng thảo luận trong bình luận quốc tế ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta đề cập tới sự cố ập đến với máy bay chiến đấu Su-27SM3 khi bị hệ thống phòng không của chính Nga bắn nhầm trên bầu trời bán đảo Crimea vào ngày 28 tháng 3. Trong thời gian qua, lực lượng hàng không vũ trụ Nga, chủ yếu là không quân chiến thuật, tiếp tục thể hiện tốt trên chiến trường thả hàng ngàn quả bom lượn có điều khiển vào các mục tiêu ở Ukraine và có rất ít máy bay chiến đấu của họ bị phòng không Ukraine hạ gục. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ở phía sau hậu phương khi tiêm kích Su-27 S-13 bị chính lực lượng phòng không Nga tiêu diệt. Thị trưởng Sevastopol Razvozaev cho biết một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bị tai nạn rơi xuống biển trong một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Phi công trên máy bay đã kịp thời nhảy dù thành công. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được phi công cách bờ biển 200m và đưa anh đến bệnh viện Sevastopol. Vì sao Su-27SM3 lại bị bắn hạ như vậy? So với Su-35 và Su-30SM, Su-27SM3 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phục vụ được 30 năm. Vậy nên, Su-27SM3 có khả năng tác chiến trên không khá lạc hậu trong khi khả năng tấn công mặt đất cũng hạn chế do chỉ có thể thả bom thường và phóng tên lửa không có điều khiển. Vì vậy, những chiếc Su-27 S-13 không thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine mà chỉ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình Storm Shadow do máy bay ném bom Su-24M của Ukraine phóng vào Crimea. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là hệ thống phòng không của Nga đã làm gì và tại sao lại nhận diện nhầm máy bay của chính quân mình? một số chuyên gia cho rằng việc quân đội ukraine liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật tên lửa hành trình và uav khiến lực lượng phòng không của nga rất nhạy cảm điều đáng lo ngại nhất dường như hệ thống nhận dạng ta địch của quân đội nga đang gặp vấn đề lớn khi liên lạc giữa không quân và phòng không mặt đất liên tục bị sự cố Trước đó, các máy bay chiến đấu Su27, Su35 và máy bay cảnh báo sớm A50U cũng vô tình bị bắn trúng, đều nằm trên không phận của Nga. Một trong những nguyên nhân mà giới phân tích đưa ra lý giải là việc lực lượng hàng không vũ trụ Nga tham chiến ở Syria. Nơi phiến quân có lực lượng phòng không gần như chỉ là con số 0. Chính điều kiện chiến trường như vậy có thể đã khiến lãnh đạo quân đội Nga cũng như không quân Nga nảy sinh tâm lý chủ quan, xem nhẹ các mối đe dọa đối với máy bay từ mặt đất. Từ tâm lý chủ quan này khiến họ cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của việc cải tiến vũ khí hàng không tấn công tầm xa. Kết quả là những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của lực lượng không quân chiến thuật Nga như Su-30SM, Su-34 và cả Su-35 vẫn phải sử dụng bom thường theo phương pháp lạc hậu cắt bom ngay trên đầu mục tiêu. Chiến thuật ném bom lạc hậu này của Nga đã khiến hàng loạt máy bay chiến đấu của họ bị phòng không dã dạ chiến Ukraine bắn hạ trong giai đoạn đầu cuộc xung đột. Thậm chí có thời gian lực lượng không quân chiến thuật của Nga rơi vào khủng hoảng, hạn chế xuất kích. Cuộc khủng hoảng được cho là đã tạm thời chấm dứt khi nga đưa hàng loạt bom thường có gắn mô đun cánh lượn umpk biến những quả bom thường thành bom có điều khiển với giá thành rẻ số lượng lớn qua đó kịp thời chi viện hỏa lực mạnh cho lực lượng mặt đất chiến đấu không thể phủ nhận việc không quân chiến thuật của nga hồi sinh với bom lượn có điều khiển được cải tiến từ bom thường đã giúp lực lượng chiến đấu mặt đất của họ thuận lợi hơn rất nhiều tuy nhiên việc khắc phục này lại tiếp tục mắc lỗi theo kênh AES-TRA của nga trong thời gian qua, nhiều lần ghi nhận bom lượn rơi xuống khu vực Bengrod. Những trường hợp bom bị đánh rơi xảy ra trong các chuyến bay chiến đấu của máy bay Nga khi thực hiện không kích vào lãnh thổ Ukraine đã được ASH thống kê như sau. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, bom FAB rơi ở hai làng Vedenskaya Gotnia và Zamostia. Ngày 21 tháng 3, hai quả FAB-500 cũng được phát hiện gần làng Antonovka ở quận Grevorovsky và gần làng Kriukova ở quận Borisovsky. Hai quả bom FAB-250 nặng 250 kg nữa được tìm thấy vào ngày 22 tháng 3 gần làng Salepvo, quận Valuysky và cách làng Kozinka cùng quận 5 km. Ngày 25 tháng 3, một quả bom FAB-50 được tìm thấy gần làng Smoradina ở quận Yavlesky. Tuy nhiên, do những bức ảnh chưa được công bố rộng rãi nên không biết liệu loại bom này có được phân loại chính xác hay không. Cùng ngày, một quả FAB-250 được tìm thấy gần làng Zibina ở quân Borisovsky và tiếp tục vào những ngày 27, 28 và 30 tháng 3 năm 2024 đều ghi nhận bom FAB rơi xuống lãnh thổ Nga. Việc bom Nga rơi xuống lãnh thổ Liên bang Nga giáp biên giới với Ukraine có thể là do mô-đun cánh lượn UMPK mà Nga cài đặt trên bom của họ nhằm tăng tầm bay đã gặp trục trặc khi cánh lượn không mở được, khiến bom rơi tự do. Theo thống kê của ISTRA, đây không phải là lần đầu tiên bom Nga rơi ở vùng Ben Gross mà ngay từ khi đưa vào sử dụng hồi tháng 3 năm 2023, loại bom lượn cải tiến từ bom thường của Nga đã xảy ra trục trặc và vùng benkaros là nơi thường xuyên phải chịu cảnh bom lạc của chính máy bay nga lý do là khu vực này nằm sát biên giới Trong hai tuần đầu tiên, hồi tháng 3 năm 2024, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 13 máy bay của Nga, gồm 10 chiếc máy bay tiêm kích ném bom Su-34 và hai máy bay tiêm kích hạng nặng tầm xa Su-35 cùng một máy bay cảnh báo sớm A-50. Su-34 được Nga ca ngợi là biểu tượng của hệ thống chiến đấu hiện đại, hiện đang hoạt động trong các lực lượng vũ trang Nga, Chiếc chiến đấu cơ hai chỗ ngồi bay với tốc độ gấp hai lần tốc độ âm thanh này được đánh giá là máy bay ném bom tấn công tiên tiến nhất và được bảo vệ tốt nhất của Nga. Su-34 có giá trị lên tới 42 triệu USD. Chiến đấu cơ Su-35 thậm chí còn đắt tiền hơn, trị giá 85 triệu USD cho mỗi chiếc. Tổn thất tăng đột biến của không quân Nga một phần có thể được giải thích là do Moscow nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tấn công về phía Tây sau khi chiếm được thành trì Abzivka. Trong bối cảnh đó, các chiến đấu cơ của Nga phải tăng cường hỗ trợ đường không ở tiền tuyến và rơi vào các ổ phục kích của lực lượng phòng không Ukraine. Một giải thích khác đến từ việc quân đội Nga gần đây mất hai máy bay cảnh báo sớm A-50, một chiếc bị bắn hạ hôm 15 tháng 1 năm 2024 và một chiếc bị bắn hạ hôm 23 tháng 2 năm 2024. Tổn thất này khiến quân đội Nga không thể phủ sóng cảm biến trên khắp Ukraine, tạo ra những điểm mù khiến phi công Nga có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện tên lửa đang đến gần. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất Sukhoi, cả Su-34 và Su-35 đều được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất, bao gồm radar để tìm mục tiêu trên không và trên mặt đất. Bên cạnh đó, Su-34 và Su-35 còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, được thiết kế để đánh lừa radar của đối phương và hệ thống thiết bị gây nhiễu, cho nên bắn hạ Su-34 và Su-35 không phải là việc dễ dàng. Vậy nên đã xuất hiện một cách lý giải về sự bắn hạ Su-34 được đánh giá là khá gần với thực tiễn. Đó là những mảnh vỡ thu được từ những chiếc Su-34 bị bắn rơi đã giúp các kỹ thuật viên Ukraine và Mỹ tìm ra cách xâm nhập vào hệ thống điện tử phòng thủ bí mật trên chiến đấu cơ của Nga, cũng như giúp Ukraine tiến hành chỉnh sửa các hệ thống phòng không đang vận hành cho phù hợp với việc đối phó. Theo các chuyên gia về chiến tranh trên không, dường như các chiến thuật bảo vệ máy bay của Nga lại đang khiến Nga rơi vào tình trạng gây ông đập lưng ông. Justin Brown, một chuyên gia về Nga và chiến tranh trên không tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, các tiêm kích của Nga đã ở xa tiền tuyến kể từ tháng 3 năm 2023 khi hai tiêm kích và hai trực thăng bị bắn rơi. Khoảng cách đó đã tăng thêm trong những tháng gần đây khi Nga dựa vào việc phóng số lượng lớn bom lượn. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng máy bay chiến đấu của Nga dường như mang nhiều bom lượn hơn để tạo ra khoảng cách xa hơn nhằm tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, theo chuyên gia Brown, sự dịch chuyển trên có lẽ lý giải vì sao Ukraine dường như bắn hạ được nhiều tiêm kích hơn. Mặc dù chuyên gia này nhấn mạnh không phải tất cả các vụ bắn rơi máy bay gần đây đều được xác nhận. Nhà phân tích Brown nhận định để những quả bom lượn có thể di chuyển đủ xa từ một khoảng cách nhất định, đòi hỏi phải bay độ cao và tốc độ rất lớn. Điều này tức là các máy bay chiến đấu của Nga phải bay cao hơn, từ đó giúp cho Ukraine có nhiều thời gian hơn để phát hiện và đánh chặn chúng. Matthias Eken, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại tập đoàn REN, cũng đưa ra đánh giá tương tự. Việc Ukraine bắn hạ một số chiến đấu cơ Nga gần đây có lẽ là do Moscow tăng cường sử dụng bom lượn Việc phóng bom lượn nhằm vào các mục tiêu xa ở độ cao lớn đã khiến các máy bay chiến đấu của Nga dễ bị các hệ thống phòng không tầm xa Ukraine tấn công. Chiến thuật của Nga cũng đồng nghĩa với việc phải sử dụng máy bay chiến đấu thường xuyên hơn, do đó Ukraine sẽ có nhiều mục tiêu hơn để nhắm vào. Ngay cả vậy, các nhà quan sát đánh giá thành công gần đây của Ukraine trong việc bắn hạ máy bay chiến đấu Nga vẫn không thể thay đổi cục diện cuộc xung đột bom lượn của nga vẫn tiếp tục gây tổn thất lớn cho ukraine và việc nga triển khai nhiều tiêm kích hơn trên bầu trời đồng nghĩa với việc kiev sẽ đối mặt với nhiều mối nguy hiểm hơn theo giới chuyên gia những suy đoán cho rằng nga sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho bom lượn của mình dường như là vô căn cứ có vẻ như nga không cạn kiệt bom lượn sớm mặc dù nước này có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung một số loại nhất định bom lượn được cho là khó ngăn chặn và có giá thành sản xuất rẻ khả năng tiếp tục bắn hạ máy bay nga của ukraine cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng lực lượng phòng không ukraine đã ngăn cản các máy bay nga thường xuyên bay vào không phận nước này và các chuyên gia đánh giá đây là một thành tích ấn tượng có thể khiến moscow không thể giành chiến thắng nhanh chóng trong cuộc xung đột tuy nhiên kho tên lửa của ukraine đang ở mức thấp và nếu nó quá thấp thì lực lượng trên không của nga có thể hoạt động tự do hơn cũng như gây tổn thất lớn hơn cho kiev cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại ở những chủ đề sau